Xin chào quý vị các bạn. Trên hình bạn thể thấy điện thoại Asus ZFE Fold 3 đang chờ thay mới main tại di động cao cấp.vn. Khi điện thoại Asus ZFE Fold 3, quý vị các bạn bị lỗi hỏng main, main khởi động lúc lên lúc không chập chờn, cần một địa chỉ thay mới main cho điện thoại Asus ZFE Fold 3. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0911 582123. Di động cao cấp.vn hiện có tất cả các linh kiện trên điện thoại Asus ZFE Fold 3 nói chung và phần main, bảng main của điện thoại Asus ZFE Fold 3 nói riêng thay mới với các bạn khi cần. Quý các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới cho quý các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Những khách hàng ở xa không điều kiện đến di động cao cấp.vn, quý các bạn có thể đặt hàng main Asus ZFE Fold 3. Chúng tôi sẽ ship main của điện thoại Asus ZFE Fold 3 đến tận địa chỉ quý các bạn yêu cầu. Quý các bạn nhận được, quý các bạn mới phải thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý các bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn để chỉ cung cấp link phụ kiện của điện thoại Asus ZFE Fold 3 hàng đầu hiện nay. Xin cảm ơn quý vị các bạn.